Làm cái gì mà cứ như là phục kích quân thù không bằng. Ngày hôm nay em cứ ra ngóng vào trông, lúc nào cũng chỉ mong anh về. Ui giời. Mọi hôm về đến cổng là đuổi sơi sơi, mồm xa xả, cút đi cho khuất mắt. Hôm nay sao đon đả thế? Ngày đặc biệt gì à? Cả tháng em mong mỗi ngày này. Đưa tiền đây, hôm nay là ngày lĩnh lương còn gì. Tiền chưa nằm ấm túi đã thu rồi này. Ngoan, thế có phải là em thương không? Em yêu tiền, em thích tiền. Tôi cứ như là con sen con ở cái nhà này. Làm được đồng nào là cô xào đồng đấy. Nhiều lúc nghĩ mà nhục còn hơn con trùng trục. Đưa tiền cho vợ cầm thôi chứ có gì mà nhục. Em có ăn tiền của anh đâu mà lo. Ngày xưa chưa vợ, sướng mãi rồi. Giờ nhục một tí có làm sao? Nhục một tí thì nói làm cái gì? Đang nhục nhiều tí đây. Này, đi đâu thì về sớm sớm còn ăn cơm. Em mà phải đi gọi là cứ liệu hồn đấy. Từ ngày rước cô về, tôi còn hồn đâu mà liệu. Có vợ mà cứ như là có thêm một người mẹ, cái gì cũng quản. Bú đi bác ơi. Tôi răng lợi đầy mồm, bú mớm cái gì. Uống đi bác, lại còn vặn vẹo nữa. Quá nhỉ. Cái thằng sò bảo qua đây làm cốc mà vẫn chưa thấy ra. Chắc là vợ lại không cho đi. Sợ vợ còn hơn cả sợ bố. Ông đấy mà hôm nay mò được ra đây thì em cứ làm con chó. Chú mà làm chó chắc là hay sủa bậy lắm đấy. Cô cô, cô cô. Làm thằng đàn ông chớ có để con vợ nó đè cổ cưỡi đầu. Như thế mình thành kẻ hèn kém và cuộc sống có phải là buồn giàu hơn không? Ngồi xuống đây, uống lấy động lực về mà vùng lên. Không biết mò đi đâu mà giờ vẫn chưa thấy về ăn cơm. Thôi con cứ ăn đi, nó về sau thì ăn sau. Không ngửi thấy mùi hôi nách của anh sò là con ăn không thấy ngon. Vừa nãy nó ở nhà, sao không bảo nó quẹt cho ít vào mũi. Thế mà con không nghĩ ra đấy. Mẹ cứ ăn trước đi nhá. Con ra gọi anh sò về. Trông hộ con bắt cơm đấy. Uống đi hai bác. Dương thật. Uống thì uống sợ đếch gì. Trăm thứ nước, không có cái nước nào lại sướng bằng cái nước có cồn. Uống vào sảng khoái, tâm hồn bay bay. Ờ, bay. Đến lúc lại hạ cánh xuống ruộng. Đi về ăn cơm đi anh. Mẹ đang chờ đây. Cô cứ về trước đi. Để chú ấy ngồi đây vui thêm tí nữa. Cái gì vừa phải nó mới vui. Quá chén quá cốc. Đến lúc lại ông tôi om sòm. Về nhà đi anh. Cơm canh đang chờ. Xin mời bố đợi. Đáng vui. Anh sò ơi, anh ăn xong thì mang bát đũa rửa hộ em với nhá. Con nó quấy quá, dù mãi nó mới ngủ đây này. Đàn ông rửa bát người ta nhìn thấy lại cười cho.
cho người ta cười, cười hở 10 cái răng. Giúp vợ giúp con là việc làm tốt, sợ gì người ta cười. Những cái loại vô tâm vô dạng mới đáng cười đấy. Làm đi, lao động là vinh quang đấy. Có ai nhục như tôi không hả trời? Có ai nhục như tôi không hả trời? Bác phải mặc cái váy vào rồi nhục một thể. Đàn ông đàn ông thò tay vào cái bát cái đũa, nó hèn cái người ra. Thế hèn thật à? Hèn quá đi ấy chứ. Đàn ông là phải gánh vác giang sơn, ai lại gánh mấy cái bát thế này? Mình phải thể hiện được cái quyền lực của mình, giá trị của một người trột cụ trong gia đình. Bác thực hành em xem nào. Nhanh. Thực hành à? Từ nay mày đừng hòng đè đầu cưới của ông. Cái gì thế này? Đơn xin thôi giữ chức vụ làm chồng. Ô hay, đang làm tốt sao lại xin nghỉ là thế nào? Mình chuyển cho tôi sang cái vị trí khác. Vị trí này khó nhai quá, lương lậu thì chẳng thấy đâu. Chả làm chồng nữa thì làm bố con em. Thế khác gì nhau mà. Mình chuyển cho tôi sang cái vị trí nào đãi ngộ tốt tốt một chút. Giữ chức vụ làm chồng bao nhiêu năm, sướng chả thấy đâu. Toàn thấy khổ nó đổ vào người. Đi nhậu về thì mình lầm bầm, lương tháng mình cũng cầm, lại còn phải rửa bát nữa, khổ quá. Không thích làm chồng thì làm con. Còn thích tung hoành ngang dòng thì ra xã hội kia kìa, mà làm bố đời, chẳng vướng bận đến ai. Việc em cầm tiền của anh cũng lo cho cái gia đình này, chứ có dùng cho riêng em đâu. Còn anh rửa bát là giúp vợ giúp con cũng tốt chứ sao. Đừng có nghe người ta nói lung ta lung tung rồi gia đình lại lục đục. Việc anh nhậu em cứ cấm cản là không được. Nhậu nhiều thì mai này bệnh tật cũng nhiều, sức khỏe suy yếu bao điều phải lo. Tiền thì mất khoản nhỏ khoản to. Nhỡ mà anh có ngủm củ tỏi, vợ anh người ta xài, con anh người ta sai thì thiệt ai? Những việc em làm cho anh là tốt cho anh hay là xấu cho anh? Thế cho anh rút lại lá đơn. Đi nấu cám đi, bảy vẽ đơn với Từ. Hâm quá cơ. Mẹ thương.